chó như tôi thì theo dõi đoạn clip vừa rồi cũng cảm thấy rất là sợ. Ở Việt Nam thì việc nuôi các loại thú cưng, động vật trong nhà, đặc biệt là chó mèo rất là phổ biến. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không xảy ra những câu chuyện bi hài giống như trong những hình ảnh mà quý vị vừa theo dõi. Từ đây dẫn đến rất nhiều những bức xúc của người dân khi họ bị làm phiền bởi cách nuôi động vật chưa văn minh của hàng xóm. Yêu động vật là đáng trân trọng và là quyền tự do của mỗi người. Nhưng cách nuôi thú cưng như thế nào cho văn minh, lịch sự và không ảnh hưởng tiêu cực đến người khác là cả một câu chuyện đáng bàn. Ở đây là người ta nuôi nhiều lắm, ở trong người ngoài này nuôi. Nhiều khi mình đi xe máy qua đấy, con chó nó cũng đuổi theo. Thế bây giờ nói chung là cũng rất là sợ. Bây giờ trẻ con nó chơi chiều đến, nó chơi ở đây đông. Nhưng mà chó má cứ thả ra. Đêm hôm thả, chiều đến thả, sáng đến thả. Có nhà nó thả 2-3 giờ sáng rồi nó mới thả. Thế nên là nhiều khi là mình rất bức xúc. Đường ngõ quét dọn sạch sẽ rồi nhưng mà người ta vẫn cứ thả ra. Bây giờ nó bệnh bạ lung tung. Và nhiều khi sáng người ra là đầy phân do ở đây rất là bẩn thỉu. Ở đây thì họ nuôi cũng nhiều chó, nên là họ cũng hay thả chó ra ngoài đường ấy. Chúng lại lồng nhầm khắp đường. Xong rồi còn đuổi bọn trẻ con nữa, làm bọn trẻ con nó sợ, la toáng lên, mếu máo đi về. Nhiều khi là còn đi bệnh đầy đường nữa này. Nhiều hôm đẹp trời mình dậy sớm lấy xe ra ngoài đường để đi làm ấy, ngay trước cửa có bãi to đùng ấy. Nhìn thấy là bực hết cả mình, sáng sớm ra đã khó chịu rồi. Mình nhìn thấy còn tí ngất. Nhiều nhà thả chó ra mà không trông, xong rồi là không dọn mõm, đuổi bọn trẻ con, làm bọn trẻ con nó sợ. May là có người lớn, nhưng mà không có thì cũng không biết thế nào. Thế là mình nghĩ nhiều mọi người cần có ý thức hơn trong việc nuôi thú cưng để văn minh hơn. Không thể trách những con vật nuôi trong phóng sự vừa rồi. Đi lại, ăn uống, vệ sinh là nhu cầu tự nhiên của chúng rồi. Đáng trách chính là những người chủ khi nuôi chúng lại không có ý thức. Thả chó ra đường mà không dọ mõm đúng quy định. Thậm chí là nhiều nhà canh giờ, huấn luyện chó mèo chỉ ra ngõ mới được phóng uế. Tại Hà Nội, đầu năm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao các xã, phường, thị trấn thành lập đội bắt chó mèo thả rông. Theo đó, thì người dân phải khai báo việc nuôi chó mèo, cam kết xích, nhốt trong khuôn viên của gia đình, bắt buộc phải dọ mõm, đeo xích khi đưa thú nuôi ra ngoài không gian công cộng, tiêm vaccine, phòng dịch định kỳ. Người nuôi chó mèo thì chịu chi phí nuôi dưỡng, tiêu hủy khi vật nuôi bị bắt hoặc là phải bồi thường, chịu trách nhiệm nếu như vật nuôi làm hại đến người khác. Nhưng rất nhiều người vẫn thường xuyên chống đối, thậm chí là còn cản trở khi mà cán bộ phường vây bắt vật nuôi thả rông của gia đình mình. Và thay vì đeo dọ mõm hay xích giữ, thì có người lại dắt tại nơi công cộng. Điểm đến của nhiều thú nuôi là chuồng tạm giữ, chờ cơ quan chức năng xử lý. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay thì cả nước đã có hơn 40 người tử vong do bệnh dại. Một phần cũng là do chủ vật nuôi không thực hiện đúng các quy định, biện pháp. Tại một số quốc gia thì nuôi chó cũng như là nuôi thú cưng đòi hỏi rất nhiều những điều kiện. Như là tại Mỹ thì việc tiêm ngừa bệnh dại cho chó mèo là bắt buộc. Chó mèo khi tiêm sẽ được đeo một mã số để chứng nhận đăng ký. Chó nhà ai buộc phải ở trong nhà hoặc ở bên trong hàng rào, không được đi hoang. Còn tại Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 6 năm nay thì các ngành liên quan đến thú cưng bắt buộc phải cấy vi mạch cho chó mèo khi mà bán thú cưng ra ngoài. Đồng thời tích hợp thông tin liên quan đến thú cưng cũng sẽ được cập nhật sau khi bán. Còn tại Trung Quốc, nuôi chó ở Bắc Kinh phải đóng lệ phí và xin cấp phép. Con Corgi này chị Ngô mua 2 năm nay với giá 2 vạn nhân dân tệ, khoảng 70 triệu đồng. 2 tháng đi cắt tỉa lông một lần, 7-800 ngàn. Bệnh nhẹ thì đưa đi viện vài triệu đồng. Để nuôi hợp pháp, chị phải đến chính quyền đăng ký để được cấp mã số, đóng lệ phí. Bởi giống chó này khá hiếu động nên mỗi ngày chị phải dắt ra ngoài chơi 1-2 lần. Khi dắt chó ra ngoài đi dạo, phải đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi thấy là thành phố quản lý rất là nghiêm ngặt. Tôi nghĩ cũng tốt thôi. Khi mình dắt chó ra ngoài thì không cho nó vệ sinh bừa bãi. Phải cột dây để chó không chạy lung tung, nguy hiểm cho người đi đường. Thành phố Bắc Kinh quy định rất nghiêm ngặt về nuôi chó. Tại các quận trung tâm, mỗi gia đình chỉ được nuôi một con. Các gia đình không được nuôi các giống chó dữ chiều cao quá 35cm, trừ những người khiếm thị. 35 giống chó bị cấm nuôi ở khu vực trung tâm như Berger, chó săn cáo của Anh, Wool. Khu vực bệnh viện, trường học, ký túc xá tuyệt đối cấm nuôi chó. Phải tuân thủ không được dắt chó vào nhiều nơi công cộng như chợ, trường học, bệnh viện. Bị phạt nặng nhất là nuôi chó dữ ở vùng cấm có thể bị phạt 35 triệu. Không đăng ký bị phạt cao nhất 17-18 triệu.
Phải đăng ký nuôi chó đàng hoàng chứ. Cách đây nhiều năm thì đã đăng ký lần đầu nuôi một con chó phải tốn 17 đến 18 triệu. Giờ đây còn chưa tới 2 triệu đồng. Phí quản lý lần đầu ở khu vực trung tâm thành phố Bắc Kinh là 1.000 nhân dân tệ, khoảng 3,5 triệu đồng. Những năm tiếp theo khoảng 1 triệu 7 đến 1 triệu 8. Để được cấp phép nuôi chó, người nuôi phải có nhiều loại giấy tờ như giấy căn cước, có nhà cửa nằm ngoài vùng cấm nuôi. Nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc đều có quy định quản lý nuôi chó rất nghiêm ngặt. Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông thì chính quyền còn bắt người dân là và cài ứng dụng điện thoại có tính điểm. Nếu mà dẫn chó ra ngoài mà quấy nhiễu người dân thì lần đầu bị phạt cảnh cáo và trừ 3 điểm. Lần thứ hai là bị phạt tiền từ 700 ngàn đến 1 triệu 700 ngàn và bị trừ 6 điểm. Và lần thứ ba thì bị trừ hết 12 điểm. Nếu bị trừ hết 12 điểm thì sẽ bị tịch thu chó. Thái Bình, từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Có lẽ cứ phải đánh vào túi tiền của mỗi người thì ý thức của mọi người mới nâng cao được. Và nói về tình yêu động vật, có những bạn trẻ đã bỏ thời gian, công sức và tiền bạc để cứu hộ những con chó, con mèo bị bỏ rơi, bị thương để mang về chăm sóc. Họ nuôi hàng trăm con chó mèo thương tật. Và có lẽ hơn ai hết, họ sẽ nói cho chúng ta biết như thế nào là yêu thương động vật đúng cách. Khu nuôi chó liệt của nhóm nhận nuôi thú cưng Hà Nội. Trong số này, có nhiều giống chó cảnh đắt tiền mà khi khỏe mạnh, giá có thể lên tới vài chục triệu. Nhưng khi chúng bị như thế này, nhiều chủ nuôi đã vứt bỏ. Họ không muốn chữa hoặc là họ đôi khi là họ thấy cái số tiền chữa nó quá cao thì họ cũng sẽ bỏ lại phòng khám hoặc là họ vứt ngay ra đường. Có một số người thì họ nghĩ đơn giản là nếu mà chết con này thì họ sẽ mua con khác, nuôi con khác. Thật ra nói là yêu động vật thì cái đấy nó đơn giản lắm, ai cũng có thể nói được là mình là yêu động vật, nhưng mà cái cách yêu của họ nó như thế nào. Hiện nhóm nhận nuôi thú cưng Hà Nội đang chăm sóc cho khoảng 150 con chó và hơn 200 con mèo. Đa số là bị chủ vứt bỏ, nhiều con bị tai nạn, bị tật. Nuôi một số lượng lớn nhưng nhóm vẫn tuân thủ các quy định để đảm bảo sức khỏe cho chúng cũng như không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Mình phải tiêm phòng triệt sản đầy đủ cho các bé để vừa an toàn cho mình và an toàn cho những người xung quanh. Và khi mà mình cho các bé đi dạo hay là đi ra những nơi công cộng thì mình cố gắng làm sao để cho các bé, nếu mà bé lớn hoặc to thì mình có thể đeo rõ mõm cho các bé đỡ sợ, tránh những cái trường hợp xấu xảy ra. Rất là có rất nhiều thứ cần phải làm khi mà mình xác định là mình nuôi một cái bé chó mèo nào đấy. Những cái hành động xấu xí của những người mà chăm sóc chó nhưng mà không có trách nhiệm như thế thì sẽ ảnh hưởng đến những cái người mà nuôi chó mèo mà họ chăm sóc tốt. Khi chúng ta đã xác định nuôi động vật bên cạnh tình yêu thì trách nhiệm và ý thức cộng đồng cũng rất cần. Đừng để bản thân và con vật mà mình yêu quý đánh mất đi tình làng, nghĩa xóm.